Ron dán chân cửa dày 50mm, cực dính chống côn trùng, khói bụi, tiếng ồn. Chất liệu cao su keo 3M, chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, chống lão hóa, chống ăn mòn. Sản phẩm thiết kế đặc biệt 3 lớp và được làm bằng cao su silicon 100% cực dẻo dai, màu sắc đẹp, bóng mượt. Công dụng là tránh mọi loại côn trùng, cách âm, cách nhiệt cực kỳ tốt, xử lý nước bị bắn vào nhà cũng khá hiệu quả. 100% trị được gió lùa vào mùa đông và khí điều hòa vào mùa hè. Keo dính cực kỳ chắc chắn, bám dính tốt trên mọi bề mặt, chịu được môi trường khắc nghiệt. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất, với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn. Mình xin chia sẻ một sản phẩm, đó chính là ron dán chân cửa dày 5mm, cực dính luôn, chống côn trùng và khói bụi, tiếng ồn cực kỳ tốt. Đây là một sản phẩm rất tiện ích và được rất là nhiều khách hàng tìm mua. Mình đã sàng lọc trên các sàn thương mại điện tử thì đây là một shop yêu thích trên Shopee bán dòng sản phẩm này nha, với hơn 5.000 sản phẩm đã bán rồi. Giá của sản phẩm đang giảm 37%, 94.000 cho 1m ron dán chân cửa dày 5mm như thế này. Các bạn nếu mà mình muốn mua 1m thì có giá là 94.000, nhưng mình muốn mua 2m thì mình sẽ kích vào cái số lượng này là mình tăng lên 2, thì giá nó sẽ là 94 × 2. Như vậy thôi, mình muốn mua mấy mét thì mình cứ kích vào cái số lượng sản phẩm mình tăng lên, và tối thiểu sẽ là 1m nha các bạn. Nếu các bạn chọn 28mm và lấy màu xám sẽ có giá là 75.000, nhưng nếu các bạn chọn 80mm màu xám là 170.000. Tùy theo cái kích thước và màu sắc nó sẽ đi kèm với lại cái mức giá tương ứng nha các bạn. Các bạn hãy đọc kỹ cái phần mô tả sản phẩm này và chúng ta nắm rõ sản phẩm trước khi đặt hàng. Thì ở đây shop đã miêu tả rất là cụ thể về cách sử dụng, cũng như là cái chi tiết của sản phẩm như thế nào. Thì các bạn hãy tham khảo nha. Mình xem qua một số đánh giá của khách hàng. Đánh giá 5 sao, hàng chất lượng nha mọi người, nên mua đúng như mô tả. Chất lượng sản phẩm tốt, lần sau sẽ đặt hàng tiếp, ủng hộ shop. Đây là video thực tế khách hàng đã mua sản phẩm về rồi nè các bạn. Và đây là hình ảnh của sản phẩm nha. Giao hàng khá nhanh, về chất lượng thì chưa đánh giá được, phải dùng mới biết. Và đây là video thực tế nè. 1m sản phẩm. Rất chi là ưng cái bụng, chất lượng tốt, dán chặt, rất dày dặn, hy vọng sử dụng sẽ phát huy tốt, tác dụng và bền. Nói chung thì đây là một sản phẩm ron dán chân cửa mà mình nghĩ rằng là khách hàng rất là có nhiều nhu cầu để sử dụng. Và mình review dòng sản phẩm này cho các bạn, nếu các bạn có nhu cầu thì mình hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới phần mô tả để mua hàng. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.